Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lưu Sơn Tự thực hiện trên đài truyền hình VN TV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8:30 tối thứ năm hàng tuần, nửa tiếng mỗi lần. Chúng con xin kính chào quý trư Tôn Đức Tân Đi và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Vinh Hóa, địa chủ Lưu Sơn Tự thuộc thành phố Rose Beach, California. A Di Đà Phật. Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Hiền Trì Chú Sứ Lưu Sơn Tự. A Di Đà Phật. Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Thi Đức Hiền Nhân Chú Sứ Lưu Sơn Tự. A Di Đà Phật. Mô Phật. Bài tài hôm nay chúng con nói về bài học tạo mệnh. Kính thưa quý vị, Phật tử không cho chúng con biết làm sao mà cầu cho được có cái phước báo bây giờ, cầu thế nào mà được, hay là xin xỏ thế nào ra sao. Hôm nay chúng con sẽ trích ra cái bài học tạo mệnh do Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng giải. Ngài cứ nói, mệnh do mình lập, phước tự kỳ cầu, họa phước vô môn, duy nhân tự chiêu, ý như thế nào từng câu một. Mệnh do mình lập, khi sinh ra, Ngài nói chẳng có ai kêu đứa nhỏ nó làm ác cả. Nhưng mà xong tại sao mà có đứa nhỏ ra đời lại cứ làm ác, khi lớn lên cũng vậy. Đó chính là tự mình cải biến cái vận mệnh của mình trở thành xấu. Cũng vậy, khi đứa trẻ sinh ra chẳng có ai bắt buộc chúng phải làm thiện cả. Nhưng tại sao chúng cứ việc làm thiện, đó là chính chúng sẽ nhanh chóng siêu thoát ra khỏi cái vận mệnh xấu. Kính thưa quý vị, Hòa Thượng Tuyên Hóa nói, quân tử ý nói là các thiện tri thức có bài học tạo mệnh, chuyển được từ xấu thành tốt mà cắt đứt được dòng sanh tử. Còn phước tự kỳ cầu, Ngài nói phước cũng do nơi mình tự lập cả. Nếu chúng ta muốn tu phước thì chúng ta có phước, chúng ta muốn tu huệ thì chúng ta sẽ được huệ. Chúng ta có cả hai thì vừa phước vừa huệ, đó là do chúng ta tự lập lấy mà thôi. Nói về cầu, khẩn cầu thì Ngài nói quân tử thì hãy cầu nơi chính mình, tự mình làm. Còn tiểu nhân thì cầu cạnh nơi người khác, cứ ỷ vô người khác mà cầu. Thì xin quý vị là trước đó là Pháp Sư Vĩnh Hóa đây có nói một câu, nếu chúng ta không có phước thì coi như khó tu. Mà đây thì Ngài cũng nói một câu, nếu không có phước thì không có thể ở lại đầu tràng được. Thì có phước đâu mà ở lại đầu tràng. Thì hai câu đó Mô Phật tức cũng là tương tự như nhau, phải thưa Pháp Sư? Dạ. Rồi cái phần cuối cùng là Ngài nói có phải là họa phước vô môn, tức là họa phước không có cửa, do mình tự duy nhân tự chiêu, đó là do người tự chọn. Là muốn tu phước thì tu được phước, muốn tu huệ thì đi theo tu huệ, thì cả phước cả huệ thì do là mình tự chọn. Cho nên là cái đó là họa phước do mình cả, chứ không có phải là do ai hết. Dạ Mô Phật. Như trước đó thì Ngài có nói là bệnh tùng khẩu nhập, là họa tùng khẩu xuất. Trước là Pháp Sư có nói câu đó. Đó cái do là tự mình ăn vô thôi, mà nó mang họa thôi. Dạ vâng, cái khẩu là tự mình nói cái điều bất tiện thôi, mà coi như là mình cũng mang cái họa cái đó. Là phước họa là do mình tự chiêu cả. Dạ Mô Phật. Dạ vâng. Dạ cho nên là cuối cùng Ngài Tuyên Hóa có khuyên một câu, là chúng ta hãy thận trọng tự chọn để mà bảo vệ lấy sinh mạng của chúng mình, là do cái huệ mạng của mình về đời sau. Dạ vâng, đó là mình tự chọn cả, chứ không có ai mà bây giờ mình phải nói câu là chúng ta mà không có trồng trọt thì hỏi là giờ đó mà coi như là được quả thì hoàn toàn không có chuyện đó. Dạ vâng, chứ không có phải là tự nhiên là ngồi ta giờ trời sung nó rơi xuống cái miệng mình là mình ăn, không có chuyện đó. Và đối với đạo Phật là nó rõ ràng như vậy. Dạ vâng, một phần. Dạ con mời cô. Thì Yên Nhẫn cũng đồng ý là mình có tu là do cái tự lực. Nhưng mà thật ra khi mà Yên Nhẫn không biết những pháp ngoại đạo ra sao, nhưng mà bên Phật Pháp á, thì mình cũng dựa vào tha lực nhiều lắm chứ. Mình phải phát tâm mình tu trước, rồi sau đó mình được trợ lực của vị thiện tri thức, của đạo tràng, của những người tu xung quanh, của Phật, của Bồ Tát. Thì mình tu nó tiến nhanh hơn. Và cuộc sống nó cũng thay đổi nữa. Dạ cảm ơn cô. Thì mình cũng tự lực và có dựa vào tha lực. Dạ nữa. Vâng, nhưng mà cái tự lực mà mình không có thì cứ như là tha lực cũng không đầy được. Dạ như cái túi nghiệp của mình nó có nặng đi rồi thì không có ai mà có thể là thổi một cái mà mình đi được đấy, thưa cô. Cho nên là mình phải cả hai rồi. Dạ Mô Phật. Dạ mời Thầy Hiền Trì ạ. Tôi thấy tự lực và tha lực thì tự lực mình làm, nhưng mà có những cách mình làm phước nó nhanh hơn, nó lớn hơn những cách thường.
Ví dụ bây giờ nói là mình phước, hòa phước vô môn, mình làm phước, mình cho người ăn mày 5 đồng, 1 đồng, thì cũng là phước vậy. Thì mình làm cái gì ra cái đó. Nhưng mà cũng như mình trồng làm ruộng vậy đó, mình trồng miếng đất mình ra hàng tấn lúa, mà trong miếng đất ra có hàng rổ lúa. Thì cái trồng phước cái gì? Thành ra mình có nghe cổ đức nói là niệm Phật nhất thanh, phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ diệt tội hà sa. Hoặc là chẳng hạn như trong kinh nói, tôi đọc có, tôi quên cái kinh nào có nói đó, anh lễ Phật Đa Bảo một lại thôi, Nam Mô Đa Bảo La Phật hay gì đó. Tôi không có rõ lắm nhưng mà đại khái vậy đó. Bằng một người đem cái núi vàng bố thí 100 năm á, núi vàng mà núi Tu Di lớn như vậy á, mình trồng cái phước cỡ nào. Nói chung là nếu mình may mắn á, mình gặp Thiện Tri Thức dạy mình, thì cái phước nó rất là nhanh. Chẳng hạn như nội cái công phu khuya ở trong chùa đó, biết bao nhiêu phước báo. Trong khi đó nếu mà anh đọc cái sách thường ha, làm cái chuyện thường theo cái phước bao nhiêu đâu. Phải tùy theo cái phước mình làm, cái mình trồng cái ruộng nào. Dạ, mô Phật. Dạ. Dạ. Cái này, vâng, xin Pháp Sư giảng cho chúng con thêm về cái tu phước và tu huệ và trồng nhân như thế nào. Dạ, à, mô Phật. Thầy khi mà nghe nói về tu về phước, thầy thắc mắc là cái phước để làm cái gì? Cái vì có nhiều người, chẳng hạn như người, mỗi người đó, người ta có muốn cầu phước, thường thường thầy theo theo thầy biết đó, người ta cầu phước là lại cầu cái giàu có, phải không? Dạ, dạ. Mình có đó là một loại phước. Có những cái loại phước khác, chẳng hạn như là mình có được bệnh hoạn, nó không bệnh hoạn, được sức khỏe lành mạnh, đó là một loại phước khác nữa. Thì mình nói phước phải nói một cách rõ ràng là quý vị cầu cái phước gì thì mình nói mới được. Chứ còn nếu mình nói là mình cầu phước phải làm này làm nọ, thì chẳng hạn như người ta giống như người ta muốn giàu, mà vào chùa mà mấy thầy mấy cô biểu quý vị ngồi thiền đi đó, thì làm sao mà giàu được. Nên là phải có, phải nói rõ ràng cái phước để làm cái gì. Cầu bình an cũng là một loại phước phải không thầy? Bình an là một loại phước luôn đó. Thì nói cho rõ ràng chứ không nói như vậy, tại vì không như vậy là cái xứ Mỹ thời buổi này mình nói không rõ ràng, nói là mình dụ người ta. Thành ra bây giờ ngày hôm nay, bữa hôm nay quý vị muốn nói về cái gì, cái phước gì? Phước phước làm ăn, phước giàu có, phước con cái, phước phước vô lậu. Dạ. Phước vô lậu. Dạ. Cái đó thầy không biết đâu nha. Dạ, phước vô lậu thì thầy nói chứ còn về phước vô lậu. Dạ. Hữu lậu thì thầy biết, còn phước vô lậu thì không biết. Vậy thì để cho con hỏi cái phước để cầu bình an đi, tại vì con có biết một cái trường hợp á, là một cái cậu trẻ này, cậu mới gặp tai nạn. Mà tai nạn chết người. Thì yeah. cái lớn lên ở Mỹ thì không biết gì hết, nên người mẹ thì mới lo lắng đi gặp người này người kia để mà hỏi xem từ cái cách nào để mà hóa giải được cái nghiệp. Thì nói cho rõ ràng đi, cái tai nạn là mình hút xe người ta chết hay là sao? Vâng, hay là, tai nạn đó là đi đường local street thôi, nhưng mà bị đụng, là hai cái đầu xe nó đụng vô nhau. Thì cái người bên kia là họ bị chết. Mà cái cậu này thì cậu cũng có uống một chút rượu. Mà cũng không có giống như cái lúc đó là bị bất tỉnh, không có nhớ là tại sao lại xảy ra cái chuyện như vậy. Thì người mẹ mới đi gặp một đệ tử của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Thì cái vị thầy đó mới khuyên á, là phải sám hối. Vì thầy này tu lâu năm đó phải không? Dạ, vâng. Là tu là thầy cũng tu lâu mấy chục năm rồi. Tuyên Hóa rồi. Thì thầy mới nói là cái lý do mà xảy ra cái việc đó là tại vì ngày xưa cái cô đó cố nợ cái cậu này một mạng. Thì bây giờ cái kiếp này là cậu này cậu đòi. Là do cái nhân duyên chín mùi hay là gì đó thì nó mới xảy ra cái tai nạn, thì cô mới bị chết. Thì thầy mới khuyên là cái cậu đó là phải sám hối, rồi phải nói với cái cô đó là bây giờ tôi đã làm cái lỗi này rồi, thì kiếp sau nếu như mà cô tới cô đòi mạng tôi á, thì tôi sẽ sẵn sàng tôi trả cái mạng này cho cô. Rồi cũng có khuyên á, là người mẹ cũng có giúp cho cái người con để sám hối. Sám hối cách nào? Dạ là... Chỉ nói như vậy thôi đó hả? Dạ vâng. Chỉ giải cái này bằng cách là cầu sự bình an bằng cách là sám hối. Cái hứa người ta là nếu như kiếm được tôi đó thì tôi đòi mạng, tôi trả mạng. Vâng, thì sám hối thì ví dụ như là
có thể tụng kinh tụng kinh Địa Tạng, hoặc là trong chùa có những cái sám, ví dụ Lương Hoàng Sám chẳng hạn, thì có thể tham gia để mà cầu sám hối. Nhưng mà con có thắc mắc một điều là cái cậu này, cậu trẻ, cậu không có biết đạo Phật, thì làm sao mà sám hối nó có cái lực, có hiệu quả được? Thì tự hỏi anh Thiện Giác, Thiện Giác chỉ biết bao nhiêu chỗ để mà sám hối? Dạ vâng, cái đạo tràng sám hối thì thưa thầy cô là nhiều có nhiều chỗ lắm. Vâng, nhiều chỗ lắm. Dạ vâng. Tha hồ mà tới đây, dạ. Bồ Sa chúng ta là biết bao nhiêu đạo tràng. Dạ vâng. Thị Sám Vạn Lương Hoàng Sám. Lương Hoàng Sám gì nữa. Dạ vâng. Từ bi coi như là thường là tụng Lương Hoàng Sám. Chúng với Thủy Sám. Vâng, Lương Hoàng Sám tụng hơi nhiều nhiều hơn. Hơn là Thủy Sám, thưa quý thầy cô. Thủy Sám là trong một ngày thôi. Lương Hoàng Sám thường là 3 ngày. 3 ngày. Vâng, trung bình ở đây là 3 ngày. Dạ. Hay quá. Dạ, dạ. Dạ. Vâng, khi mà tụng thì tụng, nhưng mà cái tâm này phải là thành, thì phải chí thành thì phải khẩn thiết mới được. Chứ thấy người ta tụng là mình có tụng theo như vậy là tụng ngoài miệng thôi thì nó đâu có work gì hết, thưa thưa. Mà có một cái nữa là cái cậu này, cậu vừa đi học vừa đi làm cũng bận rộn lắm. Yeah. Thành ra là nếu mà người mẹ thay mặt cậu để đi sám hối thì chú nghĩ được không? Dạ, thực sự là sám hối, như trước con có nghe được pháp sư cho nên là chính mình là sám hối thì nó mới tốt nhất. Dạ vâng, chẳng hạn người khác là sám hối nhưng mà cái tâm của cậu không có sám hối hay không? Cái đó là chuyện thứ hai. Nhiều khi cái tâm của cậu không có sám hối thôi mà người khác sám hối như vậy thì cậu được lợi lạc gì? Nếu có được thì nó rất nhỏ thôi. Giống như là người má là hồi hướng thôi thì được. Chứ ngoài ra là chính cậu là sám hối, đó là con nghĩ. Dạ, Nam Mô Phật. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Xin quý đồng giới máy chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật, phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai A Di Đà Phật. Dạ, mời cô. Yeah. Vâng, thì theo như vậy thì muốn yeah. hỏi ý kiến của chú Thiện Giác yeah. á, là yeah. người mẹ thì cần phải làm những cái gì để giúp cho người con? Dạ, yeah. Mô Phật, kính thưa các thầy cô, theo con đây là cái ý kiến của con thôi chứ mà ra là đôi lúc nó không có trúng. Dạ, yeah. Thì thực sự là khi mà nói là sám hối là do cái tâm của người con là phải là sám hối mới đúng. Còn người mẹ muốn thì coi như người mẹ làm sao tăng cái phước của người con lên. Dạ vâng, bằng cách là làm những cái việc thiện lành đó, rồi hồi hướng cho người con. Hồi hướng như vậy thì thật sự ra là người con có may mắn lắm cũng chỉ hưởng được một phần thôi. Chưa, nhưng mà còn hơn là không có. Nhưng mà từ từ thì cái tăng cái phước đó của người con lên. Nhưng mà cái quan trọng làm sao là phải nhờ quý thầy đây là khai thị cho người con biết, là hiểu được cái nhân quả như vậy, và biết những cái lỗi lầm của mình và chí thành sám hối, và chính tự cái người con đó là sám hối, cái đó là cái phương pháp tốt nhất thôi. Dạ vâng. Thì chính người con sám hối, người con làm ra thì người con có thể là thôi đừng theo con nghĩ là không có nói thôi tôi đã nợ mạng cô rồi, lần sau là cô ấy thì tôi trả. Thì có cái cách giải quyết khác bằng cách là mình làm những cái công đức phước đức gì hồi hướng cho cô để cô buông xả hết mọi buôn duyên đi, mà theo đó mà đi bán sanh hoặc sanh vào cõi lành đó. Thì khai thị cái đó là cái con thấy là cái tốt hơn, là đừng có để con cứ lấy mạng người này, lần sau là người ta lấy mạng lại. Cứ như vậy thì tới khi nào mà cái dứt khỏi luân hồi. Như vậy là cứ nghiệp chướng cứ tương báo cứ hoài. Hoài như vậy là tới không có nào dứt hết cô ạ. Phải khai thị trong một đời này. Dạ, Mô Phật. Dạ. Thì mấy đệ tử và Ngài Tịnh Hóa khuyên như vậy, họ đã tu lâu năm chắc họ biết rõ hơn. Dạ. Mình nói là nói về cái cách vô minh của mình thôi. Dạ, okay. Dạ. Mình phải biết rõ. Người ta nên mà có được cái lời, được mấy ông sư đó mà khuyên làm như vậy thì nên làm như vậy, rất là quý báu. Dạ. Đối với thầy, cái phương diện thầy thì cái người xứ Mỹ này, người Tây phương nghe, nhất là mấy cháu thời trẻ thời nay đó, như mấy người lớn tuổi như mình, người ta nói mình tin được, mình có phát cái lòng tin rồi, họ trẻ và họ không có lòng tin, làm sao bây giờ cái khổ như vậy đó. Họ đâu có phải là được tu lâu năm như mình đâu, thành ra nói tội lắm. Tại vì thứ nhất là thầy có luận cục, thứ nhất đối với thầy đó, sám hối như anh quý vị vừa nói rồi, sám hối đó họ đâu biết. Cả đời họ đâu sám hối, sao bị họ sám hối được, thành làm sao có sự thành tâm. Nó lụng cũng ngay lập tức là mình sám hối thì mình tới làm gì đó, Lương Hoàng Sám hoặc là lạy Phật như này, thầy Hiền Trì khuyên như vậy á, niệm Phật, lạy Phật hoặc là Thủy Sám này nọ, thì cái người đó người ta không có thì giờ, thứ nhất, thứ nhì nữa là họ không bao giờ họ lạy đâu, họ bao giờ họ sám hối đâu, không bao giờ họ quỳ đâu, bị họ ngồi quỳ. Thì tưởng tượng người đàn ông đó mà
mấy tuổi vào và ngồi quỳ cái lúc mà làm lại là đưa hoàng sám đó, quỳ xuống đó, cái lưng nó đau, chân nó lao, nó quỳ được bao lâu. Rồi mà sinh phiền não, nó đủ thứ vấn đề hết đó. Nó trời sao tôi đi làm mấy cái chuyện mà gì đó, mê tín dị đoan như vậy. Rồi mới thay vì mà sám hối, họ tạo cái nghiệp thêm cho họ. Thành khi mình đối với thầy đó, cá nhân thầy thì thấy nó việc làm nó hơi khó một tí. Đối với người trẻ, tao chưa bao giờ làm, tao kinh nghiệm làm, nói tao làm không được, không có thời giờ làm nữa. Đó là chuyện cái lùng gục thứ nhất. Cái thứ gì đối với thầy đó, là nếu mà nói, nếu người ta tới đòi mạng, hỏi người ta đòi, họ nói người ta là nếu mà muốn mạng thôi thì tôi hứa kiếp sau tôi sẽ trả mạng cho, thì thầy thắc mắc họ ngay lập tức, làm sao mà mình nói người ta nghe được, bây giờ họ ở đâu? Cái khổ cái người Mỹ thời buổi này đối với thầy, tại thầy học ở xứ này, ra cái bạn học ở đây, thầy nghe mấy chuyện đó, thầy thắc mắc ngay lập tức, thầy nói, ủa, làm sao tôi nói họ nghe bây giờ ha? Mình ngồi mình nói chuyện với nhau, mình có lỗ tai, có lỗ mũi, mình nghe được, ok, mình nhìn nhau, mình thấy được, mình hiểu được. Còn bây giờ người ta mình không biết ở đâu, nó chết rồi. Rồi bây giờ mình sao nói họ nghe bây giờ? Rồi nếu mình khuyên mình làm như vậy đó, mình không biết mà họ có nghe được không nữa, làm sao mà sao mình biết là có hiệu quả hay không hiệu quả. Thành đối với thầy nó hơi lủng củng một tí, thầy vẫn thắc mắc như thường là mình làm như vậy á, là có giải quyết được không giải quyết được. Đó là vấn đề chính, đúng không? Cái cơ hội, ví dụ mình làm cái sai lầm rồi đó, ví dụ mình sai lầm thì sẽ có con tòa phán cho mình, xét cho mình, có cảnh sát họ giải quyết những cái chuyện mà an ninh của mình, ok. Chứ còn nếu mà nói về cái chuyện tâm linh đó, thì đó cái thế giới họ đâu có biết được đâu, nó phiền lắm. Thằng nói như vậy là thầy không hiểu được, thầy không hiểu là như vậy. Cái tâm thầy nghe chuyện thầy nói tôi làm như vậy có đủ hay không đủ ha? Tại vì đối với mình đó, phải không thầy? Cái cơ hội là có cái chuyện, có những cái chuyện tai họa tới gia đình người ta thấy mình tội chứ, gia đình nói với cái chuyện mà đụng xe người khác đến đổi người ta chết trong cái chuyện đại họa nó tới nhà rồi, tới gia đình mình rồi, đúng không? Mình có chuyện vừa pháp luật nè, vừa cái chuyện là nợ máu người ta này, rồi vừa cái chuyện là tâm linh của mình này. Tại vì quý vị biết không, họ chưa nói chuyện không, mà cái người mà khi mà giết xe đụng giết người ta như vậy rồi đó, thầy nghĩ rằng cuộc đời ông đó là kể như là tiêu rồi, đúng không? Làm sao mình giết một người mình ở tâm mà không ăn năn được. Mình phải giải quyết bằng ăn năn của ông này luôn chứ, đúng không? Thành có nhiều cái chuyện mà mình phải cần giải quyết, mà riêng chỉ sám hối không đâu. Thành đối với thầy đó thì cái chuyện đó hậu khiến cái đó là theo cái lý thuyết á, nhà Phật mà nó mình làm tội thì mình sám hối để vơi cái tội đi, đối với thầy nó đủ là không đủ, nó có giải quyết được những cái vấn đề mình có không? Mình nói rõ ràng đó, mình có những cái vấn đề đó, đó thì mình nói thì sám hối nó giải quyết được vấn đề là tâm tôi nó ăn năn cả đời của tôi, nó giải quyết được là không? Tại những người như vậy, thường thường như vậy sau hỏi bệnh tâm bệnh, hạn như bệnh chán đời, con quỷ nó thành con quỷ, nó trở về nó ám mình sẽ bị bệnh tâm bệnh, sẽ chán đời nặng nề lắm, ok. Hạn như những cái người mà phá thai đó, họ thường thường mấy người phá thai toàn là bị tâm bệnh hay không là chán đời không, không thoát được, thấy nhiều quá rồi. Nên thầy nói ví dụ có những cái vấn đề phải cần giải quyết. Thế còn thành ra đối với thầy cái đó là đối với thầy nghe cái những cái chuyện như vậy, cái tâm thầy còn thấy có những cái thắc mắc lắm. Mình thằng cô này, cô rất là từ bi, cô hỏi vậy sao cầu tính bình an thì tại vì là như vậy, đối với thầy không tin rằng đem được cái sự bình an tới cho cái tâm của vừa cái người con vừa cái người cha mẹ của người con đó. Người con đó lái xe đó lấy sinh mạng của người đó, tâm mình không thể nào ăn được cả đời còn lại của mình. Rồi cha mẹ, ok, thấy người con mà không được ăn như vậy, ok, thấy khổ sở vậy, cũng không thể nào sung sướng được nữa, nó khổ như vậy đó. Thành cái vấn đề này chưa giải quyết tới nơi tới chốn đối với thầy lo, thầy như vậy muốn cái đó là giải quyết chưa xong. Thành bên Phật giáo mình có cái pháp gì
mình nói bây giờ mình cầu an thì có cái pháp gì, đúng không? Yeah, cái mình tạo cái phước đem cái bình an lại cho cái gia đình này, tại cái họa nó tới rồi. Okay, mình thành thật nói, thầy xin lỗi, thầy nói, thầy nói thầy có gì thầy nói, nhiều khi người ta không muốn nghe. Có cái họa nó tới gia đình, đại họa nó tới rồi, thầy mình phải tìm cách mà giải quyết cái vấn đề đó chứ. Ok, anh có hai vấn đề. Thứ nhất là làm sao giải quyết cái nợ máu giữa cái người chết với người còn sống, đúng không? Thì sám hối là một cách thôi, nó chưa không thể nào giải quyết một cách mà nó thẳng, một cách mà nó clean đi, tiếng Việt clean đi là sao? Giải quyết một cách là dứt khoát được. Tại vì thầy tin nếu cái người đi sám hối nữa, có cả gia đình đi sám hối nữa, cái tội mà sát nhân đó, giết người đó, cái vị thầy nghĩ cái vị sám hối không nổi đâu, cái vị không đủ sức mà sám hối. Ok, tại cá nhân thầy học cái người Tây phương quen nói cho nó rõ ràng. Cái vị biểu tố uống thuốc này, dùng cái thuốc này để mà trị bệnh, nó có hết bệnh là không? Tại nếu mà cho biểu tố uống thuốc này mà thời gian tôi uống 3 tháng, 4 tháng, 49 ngày nữa, cái cô nó còn 49 ngày thôi là giải quyết xong rồi, mới nó qua cái thân sau rồi. Mà trong thời gian nó không giải quyết xong đó thì tôi vẫn còn mắc cái nợ, vẫn còn cái bệnh đó như thường. Đúng không? Thành ra nó phiền lắm. Thì giờ cũng hết rồi. Rất tiếc là mình nói dông dài quá, thầy xin lỗi. Tại cái vấn đề nó phức tạp lắm. Thì vấn đề có hai bên Phật pháp, mình bên đại thừa chúng ta có hai cái pháp. Pháp thứ nhất á, cái pháp vạn sanh. Mình theo thời gian 49 ngày đó, mình giúp cô tốt nhất là tìm cách giúp cô qua Tây phương cực lạc. Thì cô qua đó rồi đó. Thế nó không nói chuyện nợ nữa. Đúng không? Mình có, nếu mà giúp người ta qua được bên kia đó, thì thiệt sự người ta nợ mình mà đâu nợ người ta. Qua được lại, còn nó lại. Thằng đó có chuyện mà cần nó là tôi phải đòi nợ như thiện giác đó, nó thiện giác là sợ nó là trời đất ơi, là tôi đòi nợ tôi sao cái chuyện nó còn dây dứt với nhau rồi họ đòi mạng tôi rồi còn mẹ tôi sẽ giận rồi sao đòi mạng họ lại nó phiền lắm. Đúng không? Nó không giải quyết được gì hết á. Bên phía mình đó, mình thôi mình gửi người ta đi thì mình cực lạc đi, họ qua một cái là mình giải quyết hết, không bao giờ có chuyện nợ với nhau nữa hết. Mà người thiệt ra người ta đội ơn mình nữa. Dạ một phần chuyện người chết đó là cái chuyện người chết, người sống thì có cái phương pháp giải quyết cái người sống. Sám hối chuyện rất là tốt thì chưa đủ. Cái này thầy nghĩ nếu mà quý vị mà tự tin, quý vị có thể tự sám hối được thì cứ sám hối đi, nó bớt được một phần. Hơn là không. Tốt nhất ở trong trường hợp này là cái nặng quá, cái đại họa nó tới thì cần nên giúp đỡ, đi tìm và chùa tìm cách mà người ta được yêu thầy, yêu cầu mấy thầy mấy cô giúp đỡ bằng cách nào. Người Việt Nam có cái pháp đó, người Tàu mới có pháp đó. Người Tàu thì có pháp chẳng hạn như là pháp dược sư. Ok, thì sẽ đỡ cái đòn là bị người ta bị bệnh hoặc tâm bệnh thì dược sư ấy nó đỡ. Ok, có pháp oan gia trái chủ nào đó, nó có nhiều pháp lắm, người Tàu mới có thôi, Việt Nam mình không có. Mô Phật, cảm ơn quý thầy cô. Thực sự là biết là thầy cô có thể là giải thích tôi nhiều hơn nữa, nhưng mà thời giờ chỉ có hạn thôi. Trong cái pháp này thôi, chúng ta cũng gắng làm những điều thật lành thôi. Sau này xin thầy cô giúp cho chúng con cái pháp an lạc. Vâng, cái tạo những cái thiện nghiệp trước trước đá, vâng, cho cái đời này. Và thầy có cái pháp, và cái pháp là độ tử đó, độ sanh và tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật, kính chúc vị thân tâm tự lạc. A Di Đà Phật.